Xin chào các bạn, chúng ta đang theo gót của một bậc thầy dùng binh điêu luyện hoàn toàn thiên về sức mạnh công sát, Trình Tuấn Siêu. Ông như là một định nghĩa kiểu mới về chiến trận, hình ra một trong những thể loại của việc hủy diệt đối thủ. Và không quên, chấm phá vào bức tranh hào hùng ấy là những gam màu tối, như là một sự tượng trưng cho quái lạ và khác người thường của mình. Xin được tiếp tục gửi đến các bạn những tuyệt phẩm của tay cờ quái kiệt này. Trận thứ nhất, đối thủ của Trình là Tống Quốc Cường, diễn ra tại Cúp Chu Hải Bôi năm 2009. Trong đó Trình tiên thủ, pháo nhập trung, không có gì thay đổi cả. Tiên hay là hậu, vẫn vậy mà thôi. Sau khi Tống khởi chính mã, Trình mã 2 tiến 3. Tống lúc này bình xe, Trình cũng theo xe. Tống Quốc Cường đưa chiến mã còn lại lâm trận, thì Trình đã chủ động lựa chọn bố cục trước là binh 3 tiến 1. Đối binh tương ứng, lúc này Trình nhảy mã biên. Tống Quốc Cường bèn bổ lấy tượng, Trình nhanh nhẹn, chủ lực còn lại khởi hoành. Sau khi họ Tống đưa gấp chủ lực còn lại vào trận chiến, Trình Tuấn Siêu đã bình xe để chiếm cứ một đường sườn quan trọng. Tống Quốc Cường bèn tuấn phá qua để phong tỏa, một đường cờ đảm lược cần thiết, còn nếu không, xe đỏ sẽ tiến qua phong tỏa ngược lại. Việc giải quyết áp lực lúc này sẽ trở nên rất khó khăn. Tại vì Trình chỉ cần thêm một nước nữa là đưa xe lẩu 6 còn lại qua hà và gia tăng sức ép vào chiến ngựa ở lẩu 3. Còn lúc này, hoàn toàn có thể dùng pháo 8 bình 7 ém lấy ngựa mời đấu ngang chủ lực, hoặc là dùng pháo đe lấy chốt 3, vừa tạo căn cho ngựa ở đằng sau mà không còn lo ngại đến việc xe lẩu 6 sẽ hoành qua để công kích nữa. Bởi vậy, Trình Tuấn Siêu binh 5 lại tiến 1, Tống Quốc Cường bèn bình xe chủ động để liên kết. Sau khi sĩ 4 tấn 5 để tránh khỏi việc là pháo nhập trung chiếu ngay, thì họ Tống sĩ 6 tiến 5, Trình Tuấn Siêu tiến xe qua. Đây là một điểm yếu còn lại mà sau khi Tống tấn pháo lên đã tự mình bộc lộ. Trình chỉ cần một nước nữa là hoàn toàn chiếm được đại ưu. Tống Quốc Cường đối phó như sau: pháo 8 bình 7 kích đấu chủ lực, Trình buộc phải theo xe, xe tiến 1, rồi lúc này phải quăng tượng. Còn tất nhiên, việc bình xe qua chốc thẳng vào ngựa, đen hoàn toàn có thể tạo ra một màn đôi công bằng cách phế lại chiến ngựa nhưng hình thành một thế tam tử đồng biên vào phía cánh phải đã tương đối trống trải này. Bởi vậy, lựa chọn đánh dài lâu, quyết tâm duy trì nước tiên của mình. Kiểu gì Tống Quốc Cường cũng phải đối phó với nước tiếp theo mà thôi, xe 6 bình 7. Cho nên lập tức bình pháo, sau khi Trình Tuấn Siêu chốc ngựa lại hồi pháo để tạo căn, không hề bỏ qua cơ hội, Trình binh 5 lại tiến 1, bắt buộc răng chốt phải theo, rồi lúc này phi mã lên đầu, hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa, đạp thẳng vào chốt và tạo ra một lực mãnh công. Nhưng Tống Quốc Cường cũng chẳng phải là tay vừa, bèn pháo 2 tiến thẳng 3 nước. Nước cờ này đã đủ mạnh để khiến cho Trình chẳng thể nào đơn giản mà thực hiện được những âm mưu vừa rồi, hoặc là phi ngựa lên phía trước, hoặc là chém thẳng trung binh. Tại vì pháo 2 chỉ cần nhập trung mà thôi, hình trận của đỏ sẽ tồn tại rất nhiều điểm hở, đặc biệt là phía đường sườn này gần như không hề có quân phòng bị. Bởi vậy, Trình Tuấn Siêu binh biên tiến 1. Sau khi pháo của Tống Quốc Cường nhập trung kích đấu, Trình Tuấn Siêu quăng ngựa lên phía trước. Lúc này, Tống Quốc Cường bèn tiến xe để chiếu ngay, mục đích là sau khi sĩ phải thoái, bèn giật xe về 3 nước, vừa chốc thẳng vào giữa ngựa, mời đấu ngang quân. Nhưng tất nhiên, nếu như pháo đỏ diệt lên, phải mất mạng chủ lực ngay. Bởi vậy, lúc này Trình Tuấn Siêu bèn phi mã để liên kết, Tống Quốc Cường tiến pháo 2. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đòn đánh rất dứt khoát của Tống Quốc Cường, chắc chắn là sẽ tiêu trừ phần lớn quân chủ lực của cả nhị vị. Và đương nhiên, áp lực ở giữa trung lộ cũng chẳng còn. Về phía Trình Tuấn Siêu, không hề còn phương án khác, buộc phải dùng pháo 5 tiến 2, chốt lại thượng 1, tiếp tục là xe diệt ngựa, chốt lại chém thẳng. Sau một sự tranh đoạt dữ dội thì đây là kết quả. Mỗi bên đều tồn tại một hình thái tấn công riêng và đều có những điểm lo lắng nhất định. Trình Tuấn Siêu đương nhiên là hoàn toàn có thể tiến pháo và tạo ra một cuộc mãnh công về phía cánh phải đã hoàn toàn trống trải. Còn về Tống Quốc Cường, hình trận ở giữa trung lộ đã mở ra trước mắt, chỉ cần pháo 6 bình 5 mà thôi. Nhưng chẳng mấy chốc đã đưa đến một cục diện thú vị. Trình Tuấn Siêu khiến tất cả mọi người đều bất ngờ bằng nước đi, dùng mã đạp thẳng vào tường, phế ngang quân.
Nhưng rõ ràng nếu tinh ý một chút, thực ra đây là một đòn bỏ trước đoạt sau. Tại vì nếu như tưởng 3 tiến 5, xe lại đóng thẳng vào, vừa đăng phục cắm pháo lộ 8 để tuyệt sát. Mà dĩ nhiên với thế trận này, buộc rằng đen phải xuất tướng ra ngoài, chỉ cần đơn giản là diệt ngựa mà thôi. Việc cân bằng về quân chủ lực nhưng lại bị khuyết đi đôi tường, khiến cho Tống Quốc Cường chẳng mấy chốc mà rơi vào thế hạ phong. Trình Tấn Siêu chỉ cần một vài nước nữa hoàn toàn có thể đưa tướng tít tận lầu 3, hoặc là chém bớt sĩ, hoặc là thoái lui diệt chốt và quản lý lấy một thực lợi quan trọng này. Còn cho dù quân chốt lộ 5, hình cơ của Tống Quốc Cường sẽ cần một chút ít xoay sở mới có thể tạo ra một chút hiểm nguy. Cho nên, trong thực chiến thì Tống Quốc Cường đã chủ động là thoát pháo, vừa đang chiếu ngay, dĩ dương rồi lại tiếp tục là bình chốt, tướng bật ra ngoài, tiếp tục là chốt 4 lại bình 3. Vừa đăng phục lúc này xe chỉ cần vỗ mặt, bắt buộc rằng pháo phải theo, bình tiếp cận thì pháo này phải vong mạng. Cho nên, những gì còn lại ở phía trên của Trình Tấn Siêu buộc phải dựa vào xe và ngựa. Vậy thì có thể nào làm nên chuyện hay không? Tiếp theo, Trình Tấn Siêu buộc phải thoát ngựa, vừa chiếu ngay, tướng xuất, rồi phải chém ngang quân. Tại vì với âm mưu vừa liệt kê, Tống Quốc Cường hoàn toàn có thể lấy lại một quân chủ lực, đó là bình xe để chiếu ngay, pháo theo, chốt lại tiếp cận. Nhưng Trình Tấn Siêu đã rất xảo diệu, dùng mã 3 hồi 1, đây là một đòn phục sát cơ bản giữa xe và ngựa. Sau khi chốt đóng thẳng pháo thì đơn giản là tiến xe 2, tướng tấn. Lúc này lại diệt chốt, tướng leo lầu 3, thoái xe, tướng thoái 1, rồi lại bình xe qua, bắt buộc rằng tướng phải thoái đáy, rồi tiếp tục là tiến xe 2 để sát ngay. Cho nên ở trước, không thể nào tham lấy thực lợi là dùng chốt diệt pháo, bắt buộc rằng Tống Quốc Cường phải liên kết tường để cố thủ. Thế lúc này, Trình Tấn Siêu, bền bình xe, vẫn là mưu đồ sát cuộc như cũ mà thôi. Cho nên tướng 6 phải bình 5, lại dùng xe đóng thẳng vào giữa tường vừa truy bắt pháo. Được nước, Tống Quốc Cường bận bình pháo ngay. Ngoài việc mất pháo lộ 6, thì Trình Tấn Siêu còn phải đối phó với một nguy cơ đã bị phát sinh, chính là xe 4 chỉ cần bình 5 bức tử chủ lực ngay. Cho nên vừa phải tìm cách liên công, vừa phải cố thủ. Ông đã nhảy mã để chiếu, tướng xuất ra ngoài, rồi lúc này hồi xe 2 nước. Không thể nào dùng xe bình qua chiếu rút được, mà cũng chẳng thể nào dùng chốt đoạt pháo, tại vì xe đỏ chỉ cần bình qua vị này và tốc sát ngay, cho nên tướng lại tấn, lúc này thì lại hồi ngựa. Và đây đã là cơ hội để Tống Quốc Cường có thể dùng chốt đoạt lại ngang quân chủ lực. Trình Tấn Siêu bình xe để chiếu ngay, sĩ phải dương, lại diệt chốt, tướng vào giữa trung lộ, lại theo xe, tướng lệch ra lộ còn lại, rồi lúc này mã 3 lại hồi 4, vừa truy bắt quân chủ lực, vừa lúc này chốc tử vào pháo lộ 4. Cho nên Tống Quốc Cường không còn cách khác, buộc phải buông bàn cờ để nhận thua. Có thể nói là những nước mã thần kỳ, liên tục là những diệu kế trong thủ tàng công, khiến cho đối phương mặc dù còn tồn tại một hình tấn công mạnh như trẻ tre, nhưng cũng từ từ rơi vào trận đồ bát quái của Trình đã răng sẵn và không tránh khỏi một cái kết oan nghiệt. Và đối thủ tiếp theo của Trình là Lưu Kiện, diễn ra tại giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2002. Trong đó Trình vẫn tiên thủ pháo nhập trung. Lưu Kiện mã 8 tiến bay, Trình nhảy mã, Lưu bình xe, xe 1 bình 2. Họ Lưu lúc này binh 7 tiến 1 trước, Trình bèn tiến xe qua, mã 2 lại tiến 3. Và cuộc chiến chẳng mấy hồi mà trở nên ác liệt. Sau một biến đánh của Trình Tấn Siêu, binh 5 tiến 1, Lưu Kiện sĩ dương, sau khi mã lại quăng, binh 3 tiến 1, vừa phục hoàn toàn có thể pháo 2 tiến lên, giải tỏa bớt áp lực. Trình Tuấn Siêu bèn tiến pháo, sau khi chốt thượng thì lại tung ra một biến đánh rất lạ lùng, lập pháo 8 binh 6. Lưu bèn tiến xe, chốc ngay. Mục đích của Trình cũng chẳng có gì hơn cả, lập tức xuất động chủ lực còn lại, chốc lấy pháo và mời đầu ngang. Pháo lại tiến 2 nhờ chiến ngựa tạo căn. Trình Tuấn Siêu quyết tâm mời đổi một lần nữa bằng cách dịch pháo, xe đóng thẳng vào, xe đoạt pháo. Và đương nhiên vẫn hoàn toàn chiếm tiên lĩnh về hình trận, chỉ cần bình xe một nước, chốc từ ngựa lộ 7 ngay. Mà cũng chẳng thể nào phóng lên phía trước, tại vì chốt chỉ cần tiến thẳng, nó gần như đã phải tắc từ.
Tại vì mã 6 tiến 7 là phương án duy nhất, thì lúc này một thảm cảnh đã được lộ ra. Ngoài việc đã bị công kích rất mạnh ở giữa trung lộ, mà chốt lộ 5 này hoàn toàn có thể thoát nạn, mà việc xe pháo bị cấm cản trên đường 8 này sẽ trở nên là một bài toán cực kỳ vất vả. Đỏ tới đây chỉ cần nhẹ nhàng thổi pháo mà thôi, chắc chắn rằng đen sẽ phải lãnh một kết quả từ chết cho tới bị thương. Cho nên trong thực chiến thì họ lưu bình pháo kích đấu, xe bình vào ém ngựa, ngựa lại hồi về thoái thủ. Sau khi trình phát triển mã lên giữa trung lộ, lúc này pháo diệt chốt vừa đe thẳng vào, chấp nhận rằng Trình Tầm Siêu có thể dùng xe chóc chốt, vừa đánh đôi lại dùng pháo diệt thẳng ngựa, mã quăng lên, rồi lúc này mã 9 tiến 8 tiện đường có thể che chắn chủ lực. Đây là những gì họ lưu đã tính toán nhọc công từ trước. Nhưng Trình Tầm Siêu binh 5 lại tiến 1, quyết tâm giữ vững hình trận bằng cách đột phá thẳng vào giữa trung lộ. Lưu không chút nghi ngờ, binh tiến lên, lại trúng phải một đòn cực độc là pháo 5 bình 2. Tại vì rõ ràng xe lộ 8 đang bị vây bắt, nhưng không còn bất kỳ một cửa sinh nào để tháo chạy. Nhưng nếu như nhúc nhích chiến mã ở phía trên, đồng đẳng của nó ở lộ 3 cũng phải vong mạng ngay. Cho nên trong hình cờ này, Lưu buộc phải phòng thủ bằng một cách đi duy nhất là xe 3 bình 5 đang còn dùng mã để mời đấu ngang. Trình Tấn Siêu nhanh nhẹn diệt thẳng vào chốt. Sau khi mã quăng lên kích đấu là phương án duy nhất, Trình đóng xe vào giữa, buộc mã phải theo, rồi lúc này lại diệt tượng. Đây là thực lợi mà Trình Tấn Siêu đã giành được. Sĩ phải hồi và lại hồi mã để cố thủ pháo ngay. Tránh về kích đấu thì xác suất hòa cuộc của đen cũng vì thế mà tăng lên. Trận chiến được tiếp tục. Lưu chẳng thể nào yên tâm một khi sông ngựa này còn nằm ở một vị trí gần như là cấm cản lẫn nhau. Thậm chí rằng quân chốt lộ 5 đã trở thành một ẩn họa, buộc phải tấn lên. Sau khi Trình Tuấn Siêu thối xe để chóc lấy thì lại lập tức nhảy mã để liên kết. Trình Tuấn Siêu rất khôn ngoan, pháo 2 bình 8, rõ ràng chỉ cần một nước thôi. Biết rằng là phục sẵn tấn lên để quấy rối, nhưng hình cờ trước mắt, Lưu chẳng biết làm cách nào cả, bèn dùng sĩ dương. Sau khi Trình Tấn Siêu đưa mã vào vị đẹp hơn, đang còn chốc lấy giữa binh 5, giành một nước tiên thực sự quan trọng, buộc phải tiến 1, thì lúc này mới tấn pháo 2 vừa truy bắt, mã hồi về, lao xe để chiếu, sĩ hồi, rồi lúc này cắm pháo vừa phục rút chết hàng loạt, bởi vậy tướng phải thường. Được thời cơ, xe lại thoái một nhịp, bắt buộc tướng phải leo tít tận lầu 3, mở ra nhiều cơ hội hơn để cho chiến mã lộ 6 còn lại lâm trận và lập đại công. Mã 6 tiến 7, có thể nói là thời khắc sinh tử của họ Lưu đang đến cận kề. Chẳng những là xe pháo ngựa của Trình Tấn Siêu đang liên hợp rất mạnh, mà vườn không nhà trống lúc này của họ Lưu sẽ giúp Trình Tấn Siêu giành được kết quả đại thắng được nhanh hơn. Tiếp tục, ngựa quăng lên phía trước. Trình bèn lui xe, Lưu lúc này đưa xe tiến 3 để phòng thủ. Trình Tuấn Siêu bình xe một nước để cấm càn. Rõ ràng sông ngựa này không thể nào nhúc nhích một trong hai. Việc mất quân chủ lực đã trở nên quá rõ ràng, chỉ cần tận dụng đến pháo lộ 8 này nữa thôi. Lưu vớt vát đóng xe nhập trung. Sĩ Dương sau khi chốt bình qua cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì được nhiều cả. Lúc này pháo chỉ cần hồi về chốc tử lấy chiến ngựa. Lưu nhận thấy mọi hy vọng đã bị sụp đổ trước mắt, nên vui vẻ buông bàn cờ để nhận thua. Phần bình luận của Cờ Tướng Đam Mê hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.